chị nói chị hơi vừa trả cá lò chị nó cứ căng cái lúc chị hết trả cá lò nó cứ sợ khó sợ ý nó sẽ bật ta nó chị rồi giờ hơi chị chậu bé nó nói sẽ ô bật tiền nó rồi nó mới chị nó ô tàu đi nó ta lợ chị chứ nó cứ từ từ chị kia tất cả nhà đã sợ họ chỉ lo là của xe họ tàu đi chán gì chị chị sẽ lăng từ họ tuần gì thế này xe bao của xe bỏ tàu nu nó nữa thế sợ xe bỏ tàu nó hả chị chờ cơ lo nguyên chưa bây giờ ตอนนี้ก็ต่อเนี่ยก็ต่อเนี่ยก็ต่อจนถึงนี้ก็ต้องเอาเส้นมาตัดดีจ้ะนะตัดตาวะจะปั้นจัดเจนะกันตรงจะน่าจะยังวัดที่ยองที่สีเลยนี่ตาตุนรับไปสอเชสอตัดดีจ้ะ nơi chia sẻ xe không một đi chả nữa rồi tôi sẽ sẻ nó là tao đi chả thì chị sẽ hơi tiền tao này chả sợ đâu một chế nữa một chế nó hơi hơi tiền chỉ tiền nó lo sợ đâu mà đặt cá tôi nữa thứ tôi nó mỗi ít nó lại chén nó mỗi ít nó gì theo là hồi em mua kho sò để nó đó nè. Cái gì cơ? Là lại đó, mới xa. Ừ, giờ xa rồi. Ok, nhỏ thế nào? Thế mà lý thế à? Có chế đó đấy. Chúng mình mà kia ở tàu ở dưới lần chế có bỏ bạc hả? Chúng mình có sức bán cái này. Ừ, sức bán trong cái này. ปั้นนอนนอนก็ติดติดอะไรนี่นะรู้หนอสอชาตาเลยอ่ะจนจะเถอะไปอ่ะเฮ้ยตัวนอนโอ้ยอยู่ตรงตัวขอบปออยู่ตัวเมย์ฮะตัวเมย์ฮะเออเดี๋ยวตัวมาทอก็หวยก็ที่เที่ยวจุดตรงนี้ให้เราอยู่มันเห็นตัวเลยก็จะเก thoát tử ha, bao hồ bây giờ, ừ, để coi nếu bắt tập lại nữa, tay bây giờ, để chúng mình này nhỏ bây giờ. Hai đứa trả xe rồi nha. Tại thế là mà qua mà cái này chế là sẽ nhân cái lúc chế đôi hết là sẽ là cái nhân cái vật chạy nữa chỗ không gì hơi chế chậu nhá bên nó nói sẽ vật chế tao đi trả hết nữa.
Hôm nay cà phê họ và tao đi chồng chị kia. Giờ nó nọ giờ sẽ đợi ở tới lần này tao giờ tao hết rồi nên tao lo. Tao lo. Giờ chỉ một thí này giờ. Giờ mà ở lúc thí ấy thí cho con tiểu giờ tao hiểu. Ừ. Giờ cơ. Để mà thí tao đi trả lời dân giờ mà thí ở lúc thí ấy cho xin cho này giờ. Ê tiểu nó nó hỏi giờ tao hiện chê. Nhưng mà là từ 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 giờ tốt. Qua hiểu. Ôi, nhìn ra. Dạ, qua chơi ít lắm nhớ khó ngày. Nó hẳn là chạy chua tôi bắt tao yên hôn sư. Thế chỉ trở đi lúc xe xa yên nhớ. Ôi dạ, ôi rồi chạy nhớ. Ôi cả tiếc lo. Ngờ, thế chỉ. Có ít lắm nhớ khó chế tôi bắt này. Cho cử lâu tao yên hôn này cho tôi xe nữa. Ôi ơi, nhớ tôi giờ cơ cái lo à nè chị nói đấy lo lại hết tôi chỉ tao lo cho cái chợ cô cái chợ cái tiếc chống chị xe tù chị bao hết được bao lời nhưng tôi tả nên nghe tôi cứ cho tôi xe theo từ ba tàu đi trả lo chi trả lo nè tôi cứ cho tôi xe hỏi ý ạ của họ chỉ giờ thì nhớ quá giờ rồi ít lắm nhớ khó hết chị tôi ba tới chỉ tàu đi lúc xe xả tôi ba neo tôi cứ lý yên ha mấy chị hỏi giờ đặt cá một chị hay giờ để quay chị tiệc cái thứ nào lo tôi mà đặt cá tôi đùa là lúc cũng lo không phát chi lá chi nên giờ là do ti sợ thưa tôi ba ý ạ cái lúc đã lúc xong hả hồi chị nghe chị với chị mua thì nó nên sợ nữa do cơ giờ chị mà chị nó nhớ hơn rồi mới cho tôi tiền rồi hiểu rồi chạy nói thế bây giờ là mình có nhăn có tai chị kiểu chị hơi lười sao xì đi hả giờ cứ chị mà thật thứ là trẻ bây giờ chạy là ở bên lăng nhớ là một con nhé chị cô chị khác hẳn hết cơ mà trai lùn nhỉ lo đâu chị hát đi cho giờ cỡ nó mới căng
người bé chúa tao nó tao mới đánh trang đấy sao giờ chẳng lâu lai à lai ông cô luôn mày hay còn đây cái bữa nó sao đi cái chân mình sọt tôi tỏ nó để có bài chưa tỏ à nha chưa tỏ nữa chỗ có chỗ nước pha vào rồi nước chân tê nhớ cho hộp cao quá chưa để là khó đẻ à ờ chờ cái cho là cho thì ở chị đây chị con mất ông mất là thi nhân để cho là thi cho là cho con cái này chứ ờ chứ ông bắt đầu lại Tiếng đồng
không chịu liền. Nó ở đây kinh doanh của nó lắm. Nhìn chị đi. Họ có hồi dấu rồi. Hồi dấu. Ồ. Cái thằng chị này phải chúng ta chung không gian tấm. À, dấu rồi. Thì chị cắt. Cái này là không. Cái lục văn thờ hò. Ông có thà cái xác không mà bây giờ. Ồ, sao cái anh nó xác năng cao phải cho tỏ tao trên. Ờ, tỏ trên. Sao bằng giờ là người ta xác đâu sắc khó nhé. Cái đồ bắt cho chí thì hò cho nó nè. Cái cầm bùa ta. Cầm bùa thế à. Ừ. Bắt cho chí thì nhá hồi dòng gái chờ rối cho trò trong thứ dịch này. Ừ. Ô, này rồi sẽ cho rối tâm tôi à. Không có cái đó nó chơi cho trong một cái gì khó chơi nó tới gì chứ chơi chúng mới chơi hiểu chưa thọ là cho tới nhìn trâu mới lạ kìa kìa chúng mời cho trâu xếp thì xếp vào lái chúng mới tới nhìn trâu kìa cụ lâu của hai chị trần sai lúc tới nhìn lên nó hết kìa chúng mới chèo một kỳ là cho tới nhìn trâu không chào không như เออเฮ้ยเราเอาไปเลยเจ้าอีกคนนึงเหรอเจ้าแต่ว่าชิ้นที่เจ้าเลือกเจ้าลูกชิ้นที่เจ้าแต่เจ้าไม่ให้นี่มาเจ้าอยากจะเจ้าลูกชิ้นที่นั่นเลยเนี่ยเราอยากจะอีกคนนึงอีกคนนึงเราต้องมีชิ้นที่เจ้าแต่ชิ้นที่นั่นเลย